Thưa quý khán giả và các đồng chí, một tháng qua, khi hoa phượng nở đỏ rực khắp phố, tiếng ve rộn rã kêu vang là lúc đời học trò có kỳ nghỉ hè với những trải nghiệm đáng nhớ. Càng ý nghĩa hơn khi mùa hè lại gắn với các hoạt động bồi đắp lòng yêu nước và hiểu biết về chủ quyền biển đảo thân thương của Tổ quốc. Các bạn nhỏ tham gia chạy hè EcoCam của câu lạc bộ đọc sách cùng con đã có một hành trình thật bổ ích và thú vị khi đến thăm các chú bộ đội ở Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân. Háo hức, mong chờ là tâm trạng chung của các bạn nhỏ khi được đến thăm Lữ đoàn 169 Hải quân. Thật nhiều câu hỏi đã được các chú bộ đội giải đáp khi nghe giới thiệu về truyền thống, về công việc của bộ đội Hải quân. Ngắm nhìn cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa uy nghiêm trong khuôn viên lữ đoàn, niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước càng được vun đắp trong trái tim các em, đặc biệt là những bạn nhỏ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Em rất tự hào vì em đã nhìn thấy các chú bộ đội đã thực sự làm việc rất chăm chỉ và họ rất là tốt. Em rất biết ơn họ và cảm ơn những điều mà họ đã đem lại. Khi em được nhìn thấy cột mốc, được nhìn thấy lá cờ, em đã tưởng tượng đến ngày xưa các chú bộ đội phải chiến đấu rất vất vả để có thể giữ gìn và bảo vệ đất nước ta. Và em rất trân trọng những gì mà các thế hệ cha anh đã làm được để cho chúng em có cuộc sống hòa bình. Em sẽ cố gắng để mình có thể làm tốt hơn, cống hiến cho đất nước của mình. Bắt đầu tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, sau hơn 10 năm tổ chức, trại hè EcoCam đã kết nối bao thế hệ thiếu nhi đến với các đơn vị quân đội, kéo gần hơn hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân với các em. Những khái niệm lớn lao với con trẻ như Tổ quốc, chủ quyền, quốc kỳ trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn. Tôi cho rằng là những cái hoạt động này rất là quan trọng, bởi vì cái trải nghiệm quan trọng hơn là việc đọc khi được đến thăm các chú bộ đội. Sau này các cháu khoảng 5-7 năm sau các cháu viết thư lại và nói rằng là cái ấn tượng các cháu lớn nhất là những buổi đến thăm các chú bộ đội rung động hơn với cái từ Việt Nam, với từ Tổ quốc mỗi lần những cái từ đó vang lên. Tuyên truyền để cung cấp kiến thức và vun đắp tình yêu biển đảo là hoạt động được quân chủng hải quân triển khai hiệu quả nhiều năm qua. Theo sự phân công của vùng 1 hải quân, lữ đoàn 169 đã tổ chức tuyên truyền biển đảo cho các đối tượng cán bộ, nhân dân và trường học trên địa bàn đóng quân. Thông qua hình thức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về biển đảo, các hoạt động giao lưu đã đưa hình ảnh bộ đội hải quân gần gũi hơn với nhân dân. Trong những năm qua đấy thì công tác tuyên truyền biển đảo của cả quân chủng, của vùng 1 hải quân, của lữ đoàn 169 thì đã góp phần làm thay da đổi thịt của tất cả các cơ quan đơn vị từ đất liền đến hải đảo, và nó nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng quân chủng hải quân hiện đại, và nó được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân cả nước, và nó qua đó thì nó nâng cao cái năng lực bảo vệ chủ quyền biển đảo của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đến thăm các chú bộ đội hải quân, được tận tay trao những bức thư, những món quà chan chứa tình cảm tới các chú sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè của các em thiếu nhi. Tình cảm bé thơ trong sáng ấy cũng góp thêm nguồn động viên to lớn để người lính biển thêm vững vàng, vượt sóng gió, bão giông, bảo vệ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.